Có một thứ, dù biết là rất bẩn, nhưng người ta không thể không mang theo người, đó là tiền. Tuy nhiên, bạn có biết tiền giấy cũng là nơi cư ngụ của trên 3.000 loài vi khuẩn virus khác nhau? Chỉ cần một cái chạm vào tiền, virus có thể lây sang chúng ta một cách dễ dàng. Vậy, tiền giấy kính hiển vi thực sự bẩn như thế nào? Liệu đổi tiền mới hay sử dụng tiền polymer có thể hạn chế được virus hay không? Và có dấu hiệu nào trên tiền để chúng ta phân biệt được đâu là tiền thật và đâu là tiền giả hay không? Hãy cùng với kính hiển vi khám phá và tìm ra câu trả lời ngay bây giờ các bạn nhé! Đây là những tờ tiền mình vừa đi mua và được thối lại. Bây giờ hãy cùng mình quan sát và so sánh hai loại tiền, tiền giấy và tiền polymer chúng ta thường hay sử dụng dưới kính hiển vi sẽ trông như thế nào nha các bạn. Đầu tiên đó là tờ 2.000 tiền giấy này. Các bạn hãy quan sát những cái cặn bẩn bám rất nhiều trên bề mặt của tờ tiền này. Tờ tiền này mình thấy cũng khá cũ rồi, chắc hẳn là đã trao tay qua quá nhiều người và quá nhiều môi trường ô nhiễm nên mới nhiều cặn bẩn như vậy đấy. Các bạn đứng ở chợ quan sát thì sẽ thấy rất rõ. Tiền sẽ được vòng qua hàng thịt, qua hàng bán rau, rồi lại chạy tới hàng tôm cá, rồi tới các hàng tạp phẩm. Mọi tờ tiền đều sẽ cực bẩn với vô số các vi khuẩn, không thể nào tránh được. Hơn nữa, tiền với mệnh giá càng nhỏ thì càng nhiều vi khuẩn do được lưu thông nhiều hơn đó các bạn. Lát nữa thì mình sẽ cho nước cất vào hai cái loại tiền này để so sánh dưới kính hiển vi với độ phóng đại lớn hơn để xem mật độ vi khuẩn như thế nào. Các bạn nhớ theo dõi hết video nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát tờ 10.000 polymer mới này nhé. Tờ tiền này cũng khá mới nên chúng ta cũng có thể thấy được rất ít các cặn bẩn bám lên. Bề mặt của nó rất là láng và phẳng cùng với những chỗ nổi gồ lên, nhép dán của cả những chữ in nữa các bạn ạ. Đặc trưng của tiền polymer thì rất ít thấm hút hơn nên cũng đỡ hơn là tiền giấy đấy các bạn ạ. Tuy nhiên có một thực trạng diễn ra đối với tiền polymer đó là hiện trạng tiền giả. Vậy với đồng tiền polymer thì có dấu hiệu gì ở bên trên để chúng ta nhận biết được không? Thật ra cũng có rất nhiều cách. Chỉ là mắt thường của chúng ta rất khó để có thể nhận biết thôi. Có một vài cách mà các bạn có thể kiểm tra bằng độ cảm giác trên tay của các bạn. Đó là đồng tiền thật được in trên chất liệu polymer thì có độ đàn hồi và độ bền cao. Vì vậy chúng ta có thể kiểm tra độ đàn hồi bằng cách nắm gọn tờ tiền trong tay. Và khi mở ra thì tờ tiền sẽ đàn hồi về trạng thái ban đầu như trước khi nắm. Hoặc là các bạn có thể kiểm tra độ bền bằng cách kéo hoặc xé nhẹ ở mép tờ tiền lành lặn sẽ khó rách và khó bay giãn. Còn đối với tiền giả chủ yếu sẽ được in trên ni lông nên không có độ đàn hồi đặc trưng và có độ bền như tiền thật đâu các bạn. Khi nắm gọn tờ tiền trong lòng bàn tay và mở ra thì nó sẽ không đàn hồi về trạng thái ban đầu như trước khi nắm. Và khi chúng ta kéo hoặc xé nhẹ thì tiền sẽ dễ bị giãn hoặc là rách đấy. Còn một cách thứ hai đó là các bạn thấy ở trên bề mặt polymer có những cái chỗ nổi lên nháp dám của nét chữ in như là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Quốc Huy, mệnh giá, bằng chữ hay là bằng số và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở tiền giả thì chúng ta chỉ có cảm giác trơn lì hoặc là có cảm giác gợn tay thôi, chứ chúng không có độ nổi hay nháp dán như tiền thật đâu các bạn. Bạn nào có mẹo nào khác thì comment chia sẻ cho mọi người được biết đấy nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho nước cất vào hai loại tờ tiền này để xem ở độ phóng đại lớn hơn vi khuẩn sẽ phát triển như thế nào và khác nhau ra sao nha các bạn. Đây là hình ảnh các bạn đang quan sát dưới độ phóng đại 4.000 lần. Bên trái của chúng ta là tiền giấy và bên phải là tiền polymer. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt rất rõ. Bên tiền giấy xuất hiện rất là nhiều các cái cặn bẩn li ti và cả các sợi nấm nữa. Còn tiền polymer cũng có nhưng mà ít hơn rất nhiều. Bản chất tiền giấy chúng có đặc tính thấm hút và lưu giữ tạp khuẩn rất cao. Bởi vậy nên chúng dễ bẩn hơn rất nhiều lần so với tiền polymer và tiền xu. Chúng ít thấm hút hơn nên vi khuẩn không có nhiều điều kiện lưu cữ và giảm khả năng lây lan các bệnh tật đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nâng độ phóng đại lên 1.000 lần nhé. Dưới độ phóng đại này thì chúng ta thấy vi khuẩn bên tờ tiền giấy đang hoạt động rất nhiều, nhiều hơn hẳn so với tiền polymer các bạn ạ. Trên thực tế thì thí nghiệm này đã được thực hiện bởi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Các chuyên gia đã đếm được lượng vi khuẩn và nhận thấy trong một gam tiền giấy có tới 210 triệu vi khuẩn hiếu khí và 32.000 vi khuẩn gram âm đấy các bạn. Ngoài ra trên các đồng tiền còn có nhiều vi khuẩn bacillus, một loại vi khuẩn tồn tại trong không khí và chủ yếu gây ra các bệnh đường ruột đấy các bạn. Cụ thể khi mà xét nghiệm các mẫu tiền mệnh giá 500 đồng này, 1.000 đồng và 2.000 đồng lấy từ các quán ăn đường phố thì đã cho kết quả là 100% đã bị nhiễm khuẩn E. coli. Các loại tiền có mệnh giá lớn như 5.000 đồng nhiễm 94%, 10.000 đồng nhiễm 86%, 20.000 đồng nhiễm 65% và 50.000 đồng nhiễm 70% đấy các bạn.
E. coli là một loại vi khuẩn có thể gây ra các bệnh về đường ruột như tiêu chảy cấp, tả, lị và thương hàn đấy. Như chúng ta cũng đã biết thì tiền giấy lưu thông mỗi ngày được chuyển tay từ hàng chục đến hàng trăm người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cứ mỗi lần như thế thì tiền lại nhận thêm vô số các vi khuẩn và thực sự đã biến thành một ổ gây bệnh. Thậm chí đã có nghiên cứu cho rằng các tờ tiền được trao tay ít nhất là 55 lần một năm. Nếu như chúng ta cầm nắm tiền đã nhiễm khuẩn rồi, dùng tay sờ thức ăn thì đương nhiên vi khuẩn sẽ dính vào thức ăn và vào cơ thể của chúng ta theo đường ăn uống. Trong khi đó, hầu hết tất cả các chợ, cửa hàng ăn uống, tình trạng người bán hàng và mua hàng tiếp xúc với tiền, rồi dùng bàn tay đó cầm, bốc thức ăn lên hết sức là phổ biến. Không những thế, có một số người có thói quen còn liếm đầu ngón tay khi đếm tiền và đây cũng là một cách để vi khuẩn thâm nhập qua đường miệng nhanh nhất và nhiều nhất. Mặc dù thời gian tồn tại của vi trùng trên các bề mặt là không giống nhau, có một số virus có thể sống tới 72 giờ. Thế nhưng dù tiền mới hay là tiền cũ thì cũng có một sự thật là tiền luôn luôn phải luân chuyển và thông hành. Chính bởi vậy, cách tốt nhất của chúng ta đó là mỗi người nên rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với tiền và tập thói quen bảo vệ đồng tiền cẩn thận và tránh để nó tiếp xúc với môi trường bẩn thỉu các bạn nha. Hy vọng qua video này các bạn đã có cái nhìn sâu hơn về những đồng tiền chúng ta đang sử dụng, nhất là giữ gìn bản thân trong mùa dịch Covid này. Nếu như thấy video hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người được biết và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video thú vị khác nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.